Chào mừng các bạn quay trở lại với Top Khám Phá. Nhiều người lầm tưởng rằng nước giàu nhất thế giới sẽ là những đất nước lớn, hùng mạnh như Hoa Kỳ, Nga hay Trung Quốc. Nhưng trên thực tế, nước giàu nhất thế giới lại là một đất nước khá nhỏ bé trên thế giới mà chúng ta không thể ngờ tới. Thông thường, người ta hay áp dụng việc so sánh chỉ số GDP bình quân đầu người của mỗi nước để làm thước đo về mức độ giàu có của đất nước đó. Hôm nay chúng ta hãy cùng Top Khám Phá điểm qua Top 10 đất nước giàu nhất thế giới. Các bạn hãy dành chút thời gian xem hết video này, cũng như nhớ like, share và subscribe để ủng hộ kênh của chúng mình nhé! Luxembourg. Luxembourg là vương quốc tí hon trên bản đồ thế giới, nhưng Luxembourg lại đang là đất nước giàu nhất thế giới, với GDP bình quân đầu người cao ngất ngưởng vượt qua cả Hoa Kỳ, Singapore và Thụy Sĩ, đạt 140.694 USD một người trên năm. Nền kinh tế Luxembourg phụ thuộc phần lớn vào lĩnh vực tài chính, các ngành công nghiệp và thép. Nơi đây đặt trụ sở ngân hàng lớn nhất châu Âu với hơn 200 ngân hàng lớn nhỏ khác nhau, ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế cả châu Âu. Singapore. Singapore được mệnh danh là nơi văn minh và đáng sống trên thế giới, không chỉ vì thiên nhiên, khí hậu, văn hóa, chính trị, mà kinh tế còn là yếu tố chủ chốt, khiến Singapore là đất nước mơ ước của toàn nhân loại. Kinh tế Singapore phụ thuộc nhiều vào lĩnh vực tài chính, các ngành công nghiệp xuất nhập khẩu cảng biển. Những ngành nghề này chiếm phần lớn trong tỷ trọng thu nhập quốc dân của đất nước này. GDP bình quân đầu người tại đất nước Singapore đạt 131.580 USD trên một người một năm. Ireland. Kinh tế Ireland chủ yếu phụ thuộc vào ngành công nghiệp dệt may, khai thác và sản xuất lương thực thực phẩm, đã mang lại thu nhập lớn cho đất nước này, đưa GDP của đất nước này vươn lên thứ 3 trên thế giới. Cùng với đó, dân số quốc gia này chỉ khoảng 4,8 triệu dân, dân số tập trung phần lớn ở các thành phố lớn, nên gần như thu nhập của người dân khá đồng đều. Chỉ có một số ít dân cư ở các làng quê thu nhập còn có phần hạn chế. GDP bình quân đầu người tại Ireland đạt 112.789 USD trên một người một năm. Qatar. Một trong những quốc gia có nền kinh tế giàu có nhất thế giới, không thể không kể đến Qatar, với ngành công nghiệp khai thác dầu khí lớn nhất trên thế giới, chiếm 70% trong ngân sách chính phủ quốc gia này. Qatar đang là quốc gia có nền kinh tế bình ổn và ngày càng phát triển. Trong năm 2022, đội bóng Qatar cũng đang là một lựa chọn thích đáng cho giải vô địch thế giới. GDP bình quân đầu người tại Qatar đạt 112.789 USD trên một người một năm. Macau. Đặc khu hành chính Macau của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã là khu vực có xếp hạng thứ 5 trong danh sách này. Nếu bạn từng xem nhiều phim truyền hình Trung Hoa, chắc hẳn sẽ biết rằng nền kinh tế Macau phụ thuộc rất nhiều vào dịch vụ. Nơi đây nổi tiếng với các sòng bạc quy mô lớn và hợp pháp cho khách trong nước và khách du lịch. Trên thực tế, kinh tế Macau phụ thuộc vào dịch vụ, dệt may, ngân hàng và các dịch vụ tài chính khác. Trong đó, dịch vụ và đánh bạc chiếm 70% thu nhập của chính phủ Macau. GDP bình quân đầu người tại Macau đạt 85.611 USD trên một người một năm. Thụy Sĩ. Sau đại dịch, Thụy Sĩ là một trong những quốc gia vươn lên mạnh mẽ, nền kinh tế phục hồi đáng ngưỡng mộ. Nền kinh tế đất nước này phụ thuộc vào lĩnh vực tài chính ngân hàng. Theo thống kê, những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp lớn trên thế giới đều lựa chọn ngân hàng Thụy Sĩ để làm nơi gửi gắm. Ngoài ra, hai thành phố lớn tại Thụy Sĩ là Zurich và Geneva là hai thành phố có mức sống cao nhất trên thế giới, là địa điểm được nhiều người mong muốn đặt chân đến một lần để được trải nghiệm cuộc sống tại đây. GDP bình quân đầu người tại Thụy Sĩ đạt 84.658 USD trên một người một năm. UAE. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE là quốc gia xếp thứ 7 trong bảng xếp hạng những đất nước giàu có nhất thế giới. Doanh thu của quốc gia này đến từ việc khai thác dầu mỏ, khoáng sản và viễn thông. Xét về độ giàu có hay mức độ phát triển đến kinh tế độc lập, thì các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đều nằm ở top đầu thế giới. GDP bình quân đầu người tại UAE đạt 78.255 USD trên một người một năm. Na Uy là một quốc gia tại khu vực Bắc Âu với dân số chỉ khoảng 4,9 triệu người, cùng một nền kinh tế mạnh mẽ được dẫn dắt bằng các ngành nghề gắn liền với thiên nhiên giàu có và phong phú, đã biến quốc gia này trở thành một trong 10 đất nước giàu có nhất thế giới.
Kinh tế Na Uy phụ thuộc chủ yếu vào tài nguyên thiên nhiên, rừng vàng, biển bạc như đánh bắt cá, khai thác khoáng sản, dầu khí. Đặc biệt, đây là quốc gia đứng thứ 7 trên thế giới về sản lượng dầu thô xuất khẩu ra thế giới. GDP bình quân đầu người đạt 77.808 USD trên một người một năm. Mỹ. Mỹ được biết đến là quốc gia hùng mạnh nhất thế giới với chính trị và kinh tế luôn nằm trong top đầu thế giới. Nhưng để đứng ở vị trí thứ 9 thì khiến mọi người không khỏi ngỡ ngàng. Sở dĩ xếp thứ 9 trên thế giới bởi thu nhập của người dân nơi đây không đồng đều. Sự chênh lệch khoảng cách giữa giàu và nghèo là khá lớn. Với tổng dân số lên tới 310 triệu người, khiến thứ hạng của Hoa Kỳ bị kéo xuống. Dẫn đầu các ngành công nghiệp trên thế giới như công nghiệp sản xuất ô tô, thiết bị điện tử, công nghệ. Nhờ việc đề cao quyền sở hữu doanh nghiệp và sở hữu trí tuệ, nên sự phát triển kinh tế của đất nước này được đánh giá rất cao. GDP bình quân đầu người tại Mỹ đạt 76.027 USD trên một người một năm. Brunei. Kim ngạch xuất khẩu dầu thô và khí đốt lớn đã góp phần đưa Brunei lên giữ vị trí top 10 đất nước giàu có nhất thế giới, với thu nhập bình quân đầu người mỗi năm cao. Các chính sách thúc đẩy khai thác của chính phủ cũng đã góp phần hỗ trợ và thúc đẩy nền kinh tế quốc gia tăng trưởng rõ rệt. Dù là một quốc gia nhỏ bé, nhưng sự đóng góp của các doanh nhân trong và ngoài nước đã làm nền kinh tế được chú trọng, khiến kinh tế Brunei vượt qua gần 200 quốc gia để chễm chệ nằm trong top 10. GDP bình quân đầu người tại Brunei đạt 74.953 USD trên một người một năm. Như vậy, Top Khám Phá đã cùng các bạn điểm qua top 10 đất nước giàu có nhất thế giới. Không chỉ có nền kinh tế vững mạnh, những quốc gia này còn là những quốc gia văn minh và tiến bộ nhất thế giới, với các dịch vụ giao thông công cộng hoàn toàn miễn phí, là một trong những trung tâm tài chính và kinh doanh lớn nhất thế giới đó các bạn ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Các bạn cảm thấy video này như thế nào? Hãy để lại bình luận ở phía dưới. Nhớ bấm like, share và subscribe để ủng hộ kênh của chúng mình nhé.